Được khi đi vào về ý thức khai mạc sáng hôm nay, chúng con thành kỷ cung điện chư tôn giả Phật hòa thượng khóa bồi dưỡng đón nhận làm hoa chúc mừng của hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Đây là làn hoa chúc mừng của hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trường hòa phó chủ tịch Tổng Thư ký đang phát tặng làn hoa chúc mừng của hội đồng trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam. Tiếp theo là làn hoa chúc mừng của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thành kính cung tịnh hòa thượng Đạo Đức Thích Đức Thân, ủy viên thường trực hội đồng trị sự trưởng ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng. Thành kính cung tịnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Gia Quang, phó chủ tịch được ban thông tin truyền thông, được ban tổ chức đón nhận làn hoa chúc mừng của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế. Hòa thượng được ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế trao tặng làn hoa chúc mừng của ban trị sự đến hòa thượng được ban tổ chức. Tiếp theo là làn hoa chúc mừng của Bộ Nội vụ, cách tổng tỷ mời ốc vụ chiến thắng thứ trưởng Bộ Nội vụ Hoan Hỷ Quang Lâm trao làn hoa chúc mừng đến với ban tổ chức thành kính cung tịnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thế Trân, phó chủ tịch hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó trưởng ban thường trực ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đón nhận làn hoa chúc mừng của ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế. Còn có làn hoa chúc mừng của cục an ninh nội địa Bộ Công an, làn hoa chúc mừng của hòa thượng Đạo Hiệu Thích Thế Trân, phó chủ tịch hội đồng trị sự, phó trưởng ban thường trực ban kiểm soát trung ương, làn hoa chúc mừng của ban thông tin truyền thông tỉnh Đắk Lắk đã gửi đến chúc mừng trong lễ khai mạc sáng hôm nay. Xin mời chúng các bậc tàn pháo tay từ đó này được làm hoa chúc mừng. Tiếp theo chương trình là phát biểu chào mừng của ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế, thành kính cung tịnh hòa thượng Đạo Hiệu Thích Đức Thân, ủy viên thường trực hội đồng trị sự trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, được ban trị sự giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thừa Thiên Huế đồng được phát tổ chức lên phát biểu chào mừng thành kính cung tịnh hòa thượng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.